Như trước mắt quý anh chị và các bạn, đây chính là đoàn du khách đến từ châu Phi. Họ đến từ châu Phi và những các cái hành lý của họ thì được gói vào bọc rất là kỹ lưỡng như thế này. Chúng ta nhìn chúng ta cũng thấy được là họ cũng rất là cẩn thận. Hành lý của họ rất là nhiều, tại vì họ từ nước ngoài về, họ đi theo một đoàn như thế này. Và cái hành lý của họ thì họ đã đấy thì quý anh chị Việt Kiều là quý anh chị các bạn cũng thấy đây chính là đoàn tiếp viên của Bamboo Airways. Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và buổi chiều ngày hôm nay em đang ở tại phi trường Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2023. Buổi chiều hôm nay em đi quay về. Hôm nay thì cũng quay khá là trễ cho nên là thành ra là ngày hôm nay em phải lên video hơi trễ một chút xíu hơn so với mọi ngày. Và như trước mắt của quý anh chị và các bạn thì thấy kia chính là ra nội địa của phi trường Tân Sơn Nhất. Và như trước mắt quý anh chị và các bạn cũng thấy đây chính là đoàn tiếp viên của Bamboo Airways, một hãng hàng không rất là đẹp, rất là phục vụ cao cấp dành cho rất là nhiều quý hành khách. Bamboo thì có một cái dịch vụ hết sức là tốt và cao cấp, một hãng hàng không không có phải là hãng hàng không giá rẻ. Đây chính là phía bên trong ga đi của hai hãng hàng không, ba hãng hàng không của Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Pacific Airlines. Đây hãng hàng không, những ai mà đi xuất phát từ Sài Gòn đó mà đi ba hãng hàng không này thì sẽ vào trong khu vực này để làm thủ tục và lên máy bay. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì tại ga đi này thì không có nhiều người cho lắm, khá là thưa thớt. Những chuyến bay đi trong cái khung giờ như thế này cũng không có nhiều. Và cái số người mà làm thủ tục tại các cái quầy thì cũng không có nhiều lắm. Phía trước mặt kia thì đi lên bên trên chính là khi mà chúng ta đã làm xong thủ tục check in lên để lấy vé máy bay cũng như là gửi hành lý ký gửi ấy, thì chúng ta đi lên trên để qua quầy an ninh để đi lên trên. Và có thể nói thì rất là nhiều Việt Kiều, quý chị Việt Kiều ở nước ngoài khi mà về Việt Nam thì thật sự là rất là ngán ngẩm với cái tình trạng mà bị mất hành lý. Hành lý của mình cũng như là vali bị bẻ khóa cũng như là bị phá để mất đồ. Và xong tới hồi thì thông báo cho sân bay hay kể cả như là hãng hàng không thì đều là bị nhận lại những các cái thông tin mà rất là bức xúc. Thường thường thì Việt Kiều khi mà trở về Việt Nam rất là ngán ngẩm những cái tình huống như vậy. Và không chỉ mà Việt Kiều mà rất là nhiều những các cái du khách nước ngoài khi mà tới đặt chân tới Việt Nam mình thì chắc chắn rằng là họ sẽ tìm hiểu thật là kỹ. Họ sẽ lên rất là nhiều các group, họ sẽ tìm hiểu trước khi mà họ
đặt chân tới Việt Nam mình để tham quan và du lịch. Thì như trong những video lần trước em cũng đã có cái video về cái nạn chặt chém, cũng đã thông tin về cho quý anh chị và các bạn về cái nạn chặt chém tại chợ Bến Thành cũng như là chợ Tân Định dành cho những các cái khách du lịch người nước ngoài. Thì đó có thể nói là một cái điều mà rất là đáng xấu hổ cho Việt Nam của mình. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, thì hy vọng là sẽ cải thiện được những các cái vấn đề này. Và cái nạn mà bị mất hành lý ở ngay tại sân bay, các cái điều này, những các cái dịp mà lễ Tết khi mà Việt Kiều trở về Việt Nam thăm gia đình và người thân thì rất là ngán ngẩm với những điều này. Và theo như những các cái thông tin ở trên những các cái group, những group về du lịch tại Việt Nam mình, thì rất là nhiều những khách du lịch nước ngoài họ cũng đã kháo với nhau, đã nói trước với nhau về những các cái tình trạng rất là bất cập ở tại Việt Nam mình, để họ chuẩn bị trước, cũng như là về cái việc mà bị chặt chém giá cả, hay là cái việc mà khi mà tới bước chân hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt nhất chính là sân bay Tân Sơn Nhất, thì cái tình trạng mà bị mất đồ, mất hành lý nó xảy ra rất là nhiều trong những nhiều năm gần đây. Cái điều này thực sự rất là đáng buồn cho cái sân bay của Việt Nam mình. Và họ cũng đã nói với nhau trước những các vấn đề này để nhằm tránh cái tình trạng mà bị mất đồ, thì sẽ có những các cái phương án trong cái hành lý, họ sẽ có nhiều cái cách để mà làm cho những người mà ăn trộm mà hành lý của họ sẽ khó khăn hơn. Và trong cái ngày hôm nay thì ở ngay tại sân bay thì bây giờ cũng đã có những các cái dịch vụ mà quấn cái bao ni lông. Có lẽ là cái vấn đề này thì nó, có lẽ là cái phương pháp này nó không phải là xa lạ và mới mẻ gì, nhưng mà tới hiện tại bây giờ ấy thì nó cũng vẫn cứ được rất là nhiều người sử dụng với cái phương pháp này. Như trước mắt quý anh chị và các bạn, đây chính là đoàn du khách đến từ châu Phi. Họ đến từ châu Phi và những các cái hành lý của họ thì được gói và bọc rất là kỹ lưỡng như thế này. Chúng ta nhìn, chúng ta cũng thấy được là họ cũng rất là cẩn thận. Hành lý của họ rất là nhiều, tại vì họ từ nước ngoài về, họ đi theo một đoàn như thế này. Và cái hành lý của họ thì họ đã phải quấn lại rất là kỹ như thế này. Đây chính là một cái phương pháp để mà giúp cho quý anh chị Việt Kiều cũng như là du khách nước ngoài khi mà tới Việt Nam mình hạn chế được cái tình trạng mà bị mất đồ. Thực ra đây cũng chỉ là một cái phương pháp thôi, một cái phương pháp để mà hạn chế được cái điều đấy thôi, chứ còn thực sự là cũng không hiểu được là ở ngay tại sân bay sẽ như thế nào, hay là có những các cái sự bất cập về quản lý nên là họ bao che cho nhau để xảy ra những các cái tình trạng mất đồ của hành khách như vậy. Như vậy thì nó làm cho cái tình hình mà du lịch của đất nước của chúng ta nó sẽ giảm sút đi rất là nhiều, và mất đi cái bộ mặt của hình ảnh của Việt Nam mình. Như đây quý anh chị cũng đã thấy, đây toàn là những du khách nước ngoài thôi. Du khách này là ở châu Phi đấy, và họ
cũng phải sử dụng đến cái phương pháp như thế này. Và theo như cách đây một vài năm em cũng được sang đến sân bay của Thái Lan, thì thật sự là cũng có thể nói là em cảm giác thấy là sân bay ở bên đó họ cảm giác thôi vẫn văn minh hơn. Đây chính là một cái chỗ để mà làm cái dịch vụ mà quấn cái những các cái ni lông vào cái hành lý của hành khách này, của chị này. Và em cảm giác thấy ở bên đấy thì họ hành lý cảm thấy nó thoải mái lắm, nó không có như tại Việt Nam mình như này. Và cái câu chuyện mà bị mất hành lý nó không còn xa lạ gì nữa, và em đã được nghe rất nhiều rồi. Và càng trong những các cái dịp mà lễ Tết ấy, thì càng những cái dịp Tết, như Tết Nguyên Đán của Tết truyền thống của Việt Nam ta ấy, thì quý anh chị Việt Kiều trở về thăm quê hương rất là nhiều. Và ở trên Facebook ấy thì chia sẻ rất là nhiều những cái video mà về là bị mất cắp đồ như vậy. Thì thật sự là khi mà xảy ra cái sự việc tình huống như thế, thật sự là rất là đáng tiếc. Và các quý anh chị chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Và trong một cái sự mà ức chế mà vừa bước chân xuống đến sân bay trở về quê hương đất nước mà lại gặp cái tình trạng như vậy, thì thật sự là nó cảm thấy nó không được suôn sẻ lắm, đúng không ạ? Thì ai cũng như vậy rồi, cái cảm nhận của mỗi người mà về cái hành trình của mình khi mà bước chân về quê hương mà đã gặp những các cái sự cố, nó cảm thấy ức chế trong người như vậy. Có thể nhiều anh chị cái mất chai nước hoa, mất quần cái áo, cái đồ có vài triệu bạc thôi, thực sự đối với các anh chị thì ở bên nước ngoài nó cũng không đáng là bao nhiêu lắm. Có thể nó cũng không phải là số tiền đáng bao nhiêu lắm, nhưng mà nó mang sự ức chế, bực bội, và nó không văn minh ở ngay tại đất nước của chúng ta. Và trong video của em tới đây thì cũng đã tương đối dài, em xin phép được tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại tại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.